Câu ca tí pí đó là nếu xem nâng lực do câu ca tí pí mình đó cứ mình nút đa đó là tập hoa càng nhiều lõ miền ở rộng lõ chụp bước luôn này ok nếu không xếp hơi nẹ cục còn mùi này tí One Minute Manager lúc Spencer Johnson nâng lúc Ken Blanchard bàn sở xế thà mình nút miền ở rộng lõ đó là tập hoa càng nhiều lõ Bạn thua phí xếp hơn nốt trên sai, khi nhóm bạn đang thả khi nhóm cầm bóng sẵn gót thông tự lơ tùm nẹ tùm nông mà nốt, ta mà rồi biết chả. Đói chi dìm thư ai miên à rộng lo chừng môn. Chừng môn. Hai bạn thua mong sẵn không thả bụi kê nâng phát đo là tập hoa ca nghỉ lo. Mà là hai có miên ca pháp đô, ca sẵn gót nấy, nợ bê đã dương sở xế xếp hơi krom chùm nông chương thả. Ca thư ឲ្យ អ្នក គ្រប់ គ្រង មួយ នីតិ មាន ប្រសិទ្ធ ភាព សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ អ្វី ដែល ក្រុម ហ៊ុន របស់ យើង ធ្វើ គឺ ផ្តោត ទៅ លើ ការ ជួយ មនុស្ស ឲ្យ ដល់ តម្លៃ ឲ្យ ផ្តល់ លទ្ធផល ការងារ ល្អ នៅ ពេល ពួក គេ ផ្តល់ លទ្ធផល ការងារ ល្អ ពួក គេ មាន អារម្មណ៍ ល្អ ព្រោះ ពួក គេ ដឹង ថា ពួក គេ បាន ធ្វើ ការ ងារ ដល់ ល្អ មួយ ហើយ អ្វី ត្រូវ បង្ហាញ សម្រាប់ កិច្ច ខិតខំ របស់ ពួក គេ Ok, xong tốt, nó bê là bụi kê bắt đầu là tập hóa càng nhiều lõ, bụi kê miền làm lõ. Bụi bụi kê đang thay bụi kê bắn thơ càng nhiều đã lõ mùi. Hai miền là vây trời bằng hành xâm rạp khách chết không bằng bánh là bụi kê. Mê được nói mình xâm rạp phía bên nét, nâng chất tốt cả chuối mà nó rõ rõ bọc kê ấy. Thơ ca bắt đầu là tập hóa lõ, tam mươi số bài bí chi ả tập hiệp. Tí mùi kì. Cá thư ai bụi kê đăng âm bí ở vây đại chia cô bèm nọ bọc bụi kê. Tí bí, thư ở vây cục giang. Tam đã ai thư bán đồng bây còn trò lực thực chất. Nâng bằng hát bằng riêng bụi kê ai xâm rạch bèm nọ đằng này. Tuy nhiên tì, đồ bà nẹ khẳng niềm chì mê đồng nọ mà nẹ. Xâm khăn chương nẹ nâng xâm mai kết tự tiệt. Nẹ miên ở thư bố ai chui mà nô kra bằng quọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ok, nếu các bạn ngờ chúm lịch này cứ kế trong bản đây thang mình đã miền này thang chỉ nhạc được phong dưỡng còn miền thập bồ còn miền thập bồ mà đó là dưỡng miền thang tại tao nâng cả lực thực chất tại tao nâng cả chuối trồng trái ai thả cầm qua miền thực chất là cá thử cá nghĩa nó kêu mình để bạn này hay nhưng ta đang thả khi nói đến chuyện trả lòng từ lời khi mỗi kỳ dạy thả kỳ dạy thả mình đã thật tu là tập cá nghĩa là miền nào bao nhiêu phần này nắng mọc anh nắng bật bật cát nếu bây giờ dùng thuật cá, bây giờ dùng thuật cá nghi mùi đã mình bàn chút xí, đã mình bàn từ tụi bạn là phải lo, dùng phải vậy chứ, dùng nông miền ở đó mình lo, tại tại tụi mình mà xin là dùng thuật cá nghi mùi đã từ tụi bạn chút xí, tụi bạn là phải lo, ok, dùng nông miền tiếp bài để đi chụp hình ảnh miền miền ham miền tiếp bị chất chụp hình ảnh, ok, cái này chúng ta sẽ khăn một tiết cái cá miền đồng nam là lo cái trời trời mình ha trai cha, pram số bài pi, để bài chui đào nè, cầm một quả quả na, không cần sắm rạch bàn để tam của đào bắc kê từ thì muối, thưa ông ấy kê đăng làm pi, ở với chỉ cầu nón bắc bụi kê, mình ha, để bây giờ quạt chỉ thân ạ, đặt nón, quạt cua đăng ha, quạt cua để pram thì sao mấy để bây ai ai cũng trang đăng, mình ha để bây ai đặt tham cầm một quả bắc quạt nữa, đăng ha, ở với đa bụi quạt rồi thưa, ở với đa bụi quạt trong sầm rạch bàn nên ha về khác với tại ta mà vậy để cái prap với cái prap với cái prap ta đang thay objective thông bằng quạt chịu vậy chứ nhìn từ bây giờ quạt đang thay objective bằng dương sầm rạch trong hiện nay vị trí vậy vị trí kê ok bằng sầm rạch sasanosa sầm rạch kê
គឺអីគេត្រូវប្រឡងអីគេនៅខាងណាអីចេះហ្នឹងណាហើយបើសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារវិញអឺ objective សំខាន់សម្រាប់ឆមៀននេះឬក៏ឆមនេះដែលខាងថ្នាក់លើដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺអីគេគេចង់បានម៉េចរបៀបម៉េចចឹងធ្វើគាត់យល់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើក្នុងការរៀបចំផែនការធ្វើអូខេអ្វីមួយទៀតធ្វើអ្វីអឺអ្វីមួយទៀតគឺចំណុចទី2គឺធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រប់គ្រងលើទឹកចិត្តនិងបង្ហាត់បង្រៀនពួកគេឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងទាំងនោះមានថាបន្ទាប់ពីយើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមអង្គរបស់យើងដឹងពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីអ្វីដែលអឺថ្នាក់ក្រុមអង្គរត្រូវធ្វើឲ្យយើងក្នុងលោកពេលគាត់ធ្វើនឹងយើងគួរតាលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនអីសពអីយ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យដំណើរការការសម្រេចទៅតាមអតិទីរបស់គាត់ឬបានជោគជ័យឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់អនុវត្តគាត់មានការរាំងស្ទះឬឡាយណាមួយដែលថ្មីសម្រាប់គាត់គាត់មិនដាច់ជួបគាត់មិនដាច់ដោះស្រាយបានឬក៏មិនឬក៏គាត់ចង់ដឹងអីមួយនឹងយើងគួរជាសម្រាប់ថ្នាក់លើគឺគួរតាជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវគួរជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគួរអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនអឺពេលខ្លះបើថាគាត់ធ្វើខុសឡាយនឹងយើងមិនគួរចង់បង្ហោះគាត់ទេមានន័យថានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរអូខេដោយសារថ្មីពួកណាញ់ថ្មីការងារជាការងារមួយអឺយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងជួបអីដែលថ្មីមួយអេជិនខេសមួយដែលយើងមិនដាច់ជួបអញ្ចឹងយើងធ្វើអប់នេះគឺល្អអញ្ចឹងលើក្រោយជាយឹមទៀតអូខេតាមអ្វីដែលជាកលការដែលជាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការធ្វើណាអូខេអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះហើយនឹងវីដេអូក្រោយមកទៀតខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីកលការទី3អូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា